Báo, báo, báo. Trời ơi, báo nữa ông ơi. Ở nhà ai bước vô đi đúng rồi vậy? Ai biết đâu. Ở đâu? Ai biết đâu. Tao có quan tâm sổ khẩu nhà này đâu. Trời, mày còn lấy đồ nhà người ta nữa mà. Thì thế, có chiếc banh đi ngang qua, có cái khăn rằn nữa này, lấy không? Coi chứ, người ta báo công an anh. Tao không còn quan tâm, nhưng mà mình ra đây để làm cái gì? Tập đá banh. Không phải tập đá banh. Học những kiến thức căn bản về bóng đá. Mày phải phân biệt rõ. Ồ, nhưng mà em là thủ môn thì em có cần tập bài tập nào? Mắc gì không tập. Mày không tập ai cho mà vô thi đấu. Trong bóng đá chuyên nghiệp, thủ môn nào không phải đi tập? Đúng rồi. Thì chỉ tập những cái bài mà chụp bóng. Xưa rồi. Bây giờ mà biết cập nhật. Thủ môn bây giờ cục tay cũng được. Cập nhật. Thủ môn bây giờ cục tay cũng được. Miễn là biết lấy cái chân nè, đụng với trái banh là được rồi. Đồ. Hiểu không? Không. Mày làm thủ môn mà mày không hiểu. Để hết đi. Cắt nghĩa. Mày fan mu đúng không? Đúng rồi. Mu rùa đúng không? Ê, mua gì mua rùa, man. Không, ơi thì... Ê, nói chuyện, nói chuyện... Manchester United. Đúng, okay, đừng okay. Chạm vào... Thủ môn của Manchester United là ai? Ô là là, đúng không? Ô là la là một thủ môn là cục tay. Nhưng mà biết mà đụng trái banh là bằng chân. Em cho nên là MU mới mua về để bắt cho MU, hiểu không? Tao thấy mày thích làm thủ môn đúng không? Mà sao mày không có cái nền tảng kiến thức gì cơ bản hết vậy? Thì bây giờ mấy thằng đá banh là mấy thằng cao to không à. Em định không làm, em muốn được tham gia thi đấu thì em chỉ còn nước làm thủ môn thôi. Tao còn một cách nữa. Ngoài cái việc làm thủ môn cũng có một cái chức vụ ở trong bóng đá cầm banh nữa. Ê, tao có cần tao tạo nhắn chat riêng tụi bay không? Ra đây tụi bay bằng cái gì vậy? Ra đây để tập mà. Ê, nhưng mà vấn đề quan trọng là thằng này tập thì đúng rồi nha. Thì nó tập đó. Nhưng mà còn tao không, tao có liên quan trong cái câu chuyện này. Mày có muốn đi không? Ủa, tao đi vô trong đó để tao cổ vũ đá banh. Và mày ngắm gái. Trời ơi. Tức là mày là cổ động viên. Đúng rồi, tao là cổ động viên thì liên quan gì tao phải ra đây. Thời buổi hiện đại, cổ động viên cũng phải có trang bị kiến thức. Cổ động viên mà có ăn, có học, có kiến thức. Người ta cổ động khác cổ động viên mà không có ăn, không có học, không có kiến thức. Ê, tao là cổ động viên có kinh nghiệm kiến thức nha. Đừng có sỉ nhục tao như vậy nha. Mày là cổ động viên có kinh nghiệm kiến thức. Rồi bây giờ thí dụ như mà tao là cầu thủ ghi bàn. Mày ăn mừng như thế nào? Vô. Yes. Đập tay. Đúng rồi, em chụp bóng mà sao em đập tay ra nữa. Ủa mày bị cái gì? Mày có diễn chung được không? Mày tự nhiên nhận bản thân lên cái nãy giờ. Tổ hợp hành động của mày nó rất giống. Người ta đứng kế bên, người ta mày vô cái là anh em ta nắm tay, ta hất dài, ta yeah man. Miễn giải thích, mày là cổ động viên không có kiến thức, vậy thôi. À đù. Cho nên muốn có kiến thức thì phải học, hiểu chưa? Bây giờ bài học đầu tiên nè, vờn bóng, ai trước? Ủa thì sao, đi lùi hết đi mấy cha? Lady first. Là gì? Ok. Lady first là nhường em đi trước á. Thôi anh đi trước đi. Mất gì tao phải đi trước. Còn anh kêu anh là người có kinh nghiệm trải nghiệm. Tao là người có kinh nghiệm trải nghiệm rồi, cho nên tao nhường cho những người thiếu kinh nghiệm trải nghiệm như mày. Em không cần, anh đi trước đi rồi em noi gương heo. Khỏi cãi, tụi bay cãi tới chiều cũng chưa học được cái gì. Giờ tao chỉ cho công bằng. Ok chưa? Ok. Tao chỉ nha. Chỉ đại đi. Mày lên đi. Mày lên trước đi. Thì mày kêu tao chỉ đại. Chúng ta là cha là mẹ mà. Chỉ nó đi. Nó đâu phải chỉ đại, đó là cố tình chỉ. Thử đi, vờn bóng. Nè, tưởng tượng đây là cái đường dẫn tới khung thành. Ok. Đây là cái đường mày chạy đi. Rồi. Rồi mày vờn bóng từ đây tới đó cho tao coi. Rồi. Được một cái là tao cho qua màn liền. Để coi sao. Trời ơi, rồi luôn. Lại. Hôm qua tao còn học được chiêu này nữa nè. Mày để ra trái banh được á. Mắc gì? Trái banh nó từ đây nó chui ra nè. Ủa thì cái này gọi là dít banh nè ba. Rồi mày nghĩ mày làm mấy cái trò này trên sân thì gái nào thích, gái nào mê? Hay là nó ôm mày nó cười? Nè, chỉ cần xuất hiện cái khuôn mặt tao trên sân thôi, khoanh hai tay đưa lên, nhìn là mấy em gái đổ đứa đừ. Ý là ví dụ mày dắp trái banh mày té thì sao? Dễ gì mà dắp được trái banh đúng không? Trời ơi, quê luôn. Không, chỉ một động tác nhẹ của tao thôi. Mắc gì mày đá trái banh của tao? Tại vì trên sân người ta không nhường mày như vậy. Mày không phải là... Chúng ta tao núp mày rồi đó. Mày đánh tao cái băng thẻ đỏ liền, có tin không? Đi lụm trái banh đi kìa mày. Ủa, ai đá người đó lụm chứ? Quánh tu xì. Quánh tu xì hả? Quánh tu xì. Đó, thấy không? Cũng vậy, sao nó cãi của tao? Mày lụm banh là mày có lợi thế, mày được dẫn banh. Bây giờ mày không chịu, nhưng mà mày hết lượt rồi, bây giờ tới mày á. Mày nó nói cái gì mà dòm vô quá. Rồi mày vờn bóng đi. Anh là anh chỉ được cái mã thôi chứ anh không có kỹ năng gì hết trơn. Vờn bóng đi. Làm cho đàng hoàng chứ đừng làm cho này kỹ với mày. Coi nè, tao vẫn đang nhìn mày. Ha ha ha.
ngơi quá kìa ơi. Đừng nhìn không. Ai cho thả động vật vô sân vậy? Mày kêu tao nhìn. Tao đang rất nhìn. Còn mày làm gì vậy? Thì em đang rất làm. Vần bóng là giống như hồi nãy tao làm á. Còn mày là... Cái đó là anh muốn mày quay cùng với vần bóng lại. Em thấy mấy con mèo nó vần bóng vậy nè. Em làm y chang luôn nè không? Mấy mèo ở trên mạng nó vậy nữa nè. Rồi mày đá banh mà mày dùng tay. Cái cách của mày chơi vô ta cười vô mặt nữa. Bớt giỡn cười mặt, cái đó là kinh nghiệm người trên sân bóng. Anh đâu có ở trên sân bóng đâu. Ủa sao anh, mày tao trên sân bóng? Ủa anh chỉ có lên kia anh ngắm gái cho được rồi. Bây giờ tao đi ngắm gái nữa thì ít ra tao cũng có giá trị. Có giá trị không? Tao đem lại sự tinh thần. Còn mày sao mày đi vô trong chỗ. Không ai cứ cãi lộn trên sân vì gái như tụi bay hết trơn á. Thẻ vàng là thẻ vàng rồi ngoại lệ đó. Đáng lẽ phải thẻ đỏ. Không muốn học với nhau đúng thì giải pháp là học riêng hết. Ok dễ, nó rất đơn giản, tại sao phải cãi lộn. Mày 2, 4, 6 ok đúng, mày 3, 5, 7 ok ok, chủ nhật hai đứa bay hợp lại kiểm tra miệng. Ok bước bước bước, cái này thứ mấy? Nay chủ nhật. Vậy thì bài kiểm tra miệng đầu tiên vờn bóng đứa rồi trước. Tam hợp kia là ai, tam hợp kia gồm ai, ba đứa tôi chứ ai làm gì có hợp tam.